Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thủ đô Hà Nội đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ, trong đó GDP 6 tháng đầu năm tăng 6%, bằng 1,16 lần mức tăng của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 324.000 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%. Thành phố đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,2%. Thu hút FDI đạt hơn 1,37 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đẩy mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm toàn diện. Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành thực hiện nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn từ 2021 đến 2025. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đang đối mặt với một số thách thức như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nước ở các dòng sông, ô nhiễm không khí khu vực nội đô. Công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự còn bất cập, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã nỗ lực đạt kết quả nổi bật với các điểm sáng. Chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Đảng và của thành phố, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 9 tháng 8 năm 2024 vừa qua, để có những giải pháp đột phá hiệu quả hơn nữa trong phát triển thủ đô. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội tập trung vào 5 trọng tâm, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực phát triển thủ đô, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường, phát triển văn hóa ngang tầm với truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, văn hiến của Hà Nội. Chỉ rõ Hà Nội phải thực hiện 10 nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Tiên phong đổi mới sáng tạo, lập nghiệp, sử dụng hiệu quả, thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng thành phố thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân. Giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị như giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, môi trường, an sinh xã hội, quan tâm phát triển y tế giáo dục, không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế, không tăng giá sách giáo khoa. Thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật để triển khai luật thủ đô sửa đổi, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, phục vụ cho phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn, an dân, đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với các đề xuất kiến nghị của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng xuất phát từ thực tế, cơ bản nhất trí xem xét giải quyết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phối hợp với các bộ ngành cơ quan giải quyết với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Báo cáo các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực quy định.